Chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Mẹ Bảo Hân. Và hôm nay thì Mẹ Bảo Hân tổng hợp và chia sẻ đến với quý vị và các bạn những cái mẫu hoa trẻ cánh từ đu đủ xanh mà do Mẹ Bảo Hân đã thiết kế ra nó. Trước mặt các bạn là những cái mẫu hoa rất cơ bản, rất đơn giản từ đu đủ xanh mà dụng cụ chúng ta cần có, đó là những cái con dao tỉa cơ bản như là dao bổ cau, dao thái, nhọn hoặc là một số cái dụng cụ tỉa, cùng với đó là mầu. Mầu thì ở đây các bạn có thể sử dụng mầu thực vật hoặc bạn cũng có thể sử dụng các loại mầu trong nấu ăn, trang trí. Còn hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy thì thực ra là Mẹ Bảo Hân làm video, cho nên là Mẹ Bảo Hân đã sử dụng một cái màu học sinh phổ thông. Thế nhưng cũng khuyến khích các bạn là không nên sử dụng cái màu này để trang trí trên các món ăn, mà ở đây là Mẹ Bảo Hân chia sẻ video thì để hình ảnh nó đẹp thôi. Thế còn khi các bạn mà trang trí các món ăn mà để trên cạnh các cái món ăn thì không nên sử dụng màu này nha. Video này thì Mẹ Bảo Hân sẽ đi nhanh, đi tổng hợp những cái tác phẩm cơ bản trong cái tháng 6 của năm 2021, trong cái đợt Mẹ Bảo Hân đang nghỉ dịch giãn cách xã hội của Hà Nội do dịch Covid-19. Thì Mẹ Bảo Hân đã ra được những cái thiết kế như thế này, những các cái tác phẩm như thế này. Và những cái video chi tiết để hướng dẫn từng cái bông hoa một, từng cách làm một thì các bạn có thể xem ở trên kênh Mẹ Bảo Hân hoặc trên kênh Cooking Caravan Mẹ Bảo Hân hoặc ở trên Facebook của Mẹ Bảo Hân, trên trang fanpage Mẹ Bảo Hân.com. Ngoài ra thì khi trong quá trình mà thực hiện tác phẩm của mình thì nếu như bạn gặp có những cái điều gì khó khăn thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ với Mẹ Bảo Hân qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977659472 để có thể chia sẻ những tác phẩm của bạn, và Mẹ Bảo Hân sẵn sàng góp ý chia sẻ đến với bạn. Ngoài ra thì cũng xin một chút dành cho quảng cáo và cái sản phẩm trà hoa cúc tiến vua hay còn gọi là kim cúc, một trong những cái mặt hàng chính của Mẹ Bảo Hân.com. Bạn nào có nhu cầu về các cái sản phẩm trà hoa cúc tiến vua cho sức khỏe của gia đình thì hãy gọi điện cho Mẹ Bảo Hân qua số 0977659472 để Mẹ Bảo Hân có thể tư vấn và chốt đơn hàng cho bạn nhé. Và qua cái video này, đây là một cái clip mà Mẹ Bảo Hân chia sẻ về các loại hoa từ đu đủ xanh. Thì Mẹ Bảo Hân cũng rất mong muốn là bạn có thể đừng quên đăng ký kênh, và thực sự muốn khuyên bạn nên xem tiếp những danh sách phát của Mẹ Bảo Hân để có thể khám phá được nhiều hơn những cái video khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.